Xin mời. Dạ, cô chào bà. Chào bà. Anh Quỳnh Linh và chào cô Lệ Như. Dạ, dạ, xin mời cô ạ. Lê Lộc và Quỳnh Linh xin chào bà. Chào chị đã tham gia chương trình. Vâng. Bà có thể giới thiệu về mình cho tụi con được biết ạ. Dạ, quê hương tôi xa lắm. Ở đâu bà? Ở Khuốc Phong Châu, Thái Bình. Wow. Tôi về đây là coi là thăm các cháu ở trong này. Ê, các cháu may quá là gặp cái chương trình Nàng Dâu Mẹ Chồng. Tôi bảo các cháu đăng ký cho tôi. Hôm nay tôi rất phấn khởi. Bà hay xem chương trình lắm à? Vâng. Dạ. Bà tên là gì? Tôi tên là Phạm Thị Nhất. Phạm Thị Nhất. Vâng. Ở Phong Châu, làng Khuốc, Thái Bình, làng Chèo đấy. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 83 tuổi. Wow. Còn đâu tôi? Xin chào anh Quỳnh Linh và Lê Lộc. Dạ. Chào quý khán giả. Tôi là Vũ Thị Hòa, năm nay 48 tuổi, là con dâu của mẹ được 30 năm. Ba mươi năm luôn. Tôi làm dâu 30 năm. 30 năm luôn. Nhưng mà bà từ Thái Bình vào đây hay là bà sống ở thành phố Hồ Chí Minh? Không, tôi từ đấy quê Thái Bình về đây. Từ Thái Bình về đây hả? Vâng. Thế bà quê chị Hai Năm Tấn hả? Vâng, Hai Năm Tấn này, bà nơi đất Chèo đấy. Trời ơi, bà là quê Chèo. Bà quê Chèo. Bà bộ đồ đúng là quê Chèo luôn. Cũng không biết là có tham gia chương trình đây không mà đã biết trước thì tôi có bộ quần áo mượn thì đẹp. Không, cái này ở đây mượn thế này là quần áo này là quần áo siêu cải lương. Không phải quần áo Chèo. Không có là được rồi. Bây giờ thờ bà biểu diễn tiết mục gì của Thái Bình tặng mọi người nghe đi. 83 tuổi. Dạ. Thế giờ, bà. Vâng, thế giờ hai bà con tôi tham gia chương trình để chia sẻ đó. Mẹ ơi, bốn công nước con đã gánh đầy, sân nhà ngoài ngõ con dọn sạch tinh tươm. Ngày hôm nay ngày làng vui hội mở, kẻ ăn cầu ngồi quán cũng được vui. Con quanh năm roi vọt đã nhiều, ngày hôm nay ngày hội mở sao mẹ còn giam giữ không cho con đi xem hội? Cái con này giỏi à, mày cãi lại bà, có phải mày cãi lại bà không? Không ạ, à, con xin mẹ. Mày cãi lại bà này, khoe khéo khoe ai cãi con ở này, mày khoe ai khéo cùng hay ấy nổ mồm những tiếng con xin cùng mẹ. Hay mà sóc cho chi gạo tay mày chứ ai? Con xin con mẹ kia. Học mi cho mà chi gạo ơi ơi à, để tay mày chứ ai cái con này mày cái mẹ. Một cái hai con xin mẹ con xin mẹ này mày con xin mẹ con xin mẹ cái ơi cái một cái hai cái ba con xin mẹ con xin mẹ cái ba đây thôi. Cứ nhặt thóc ra đằng thóc, gạo ra đằng gạo rồi mà đi, hội còn mở suốt ngày nay đấy con à. Oh. Hay quá bà. Dạ cảm ơn bà. Trời ơi, con 10 năm nữa không biết con còn đứng nổi không. Không biết cái tiết mục này ở nhà hai mẹ con mình có hay biểu diễn không cô? Mẹ hôm qua mới dạy. Mới dạy hôm qua đó hả? Vâng. Hèn chi vai phụ vai chính con khác. Đúng rồi. Xa nhau. Bà lên vai mà cháu nội nó bảo từ lúc bà diễn giờ ghét bà luôn. Bà nhập vai quá nên là cháu bảo là sao bà đánh đá thế. Trước giờ chưa thấy bao giờ bà đánh đá thế này. 30 năm thì chỉ có mấy cháu rồi vậy? Dạ được 3 cháu ạ. Bà nhớ rằng 30 năm trước á, bà còn nhớ cái ngày gặp mặt cô con dâu này không? À, nhớ. Nhớ hả? Lúc vâng, đó nó cùng gặp... xóm mà. Cùng xóm hả? Vâng, cùng xóm. Cùng bà xóm. Biết cô dâu không? Vâng. Biết luôn. Biết, biết chứ, nó biết. Thế thôi bà thôi thì con trai tôi về thôi thôi chỉ gọi hỏi cái cô này được. Ở xóm con dâu của bà làm gì bà biết không? Đầu tiên cháu may. À. Cháu may áo dài, áo dài, áo ngắn là cháu may. Rồi lúc về tới giờ có may áo dài cho bà không? Có, cháu may. Tôi cứ có vải của cháu ở đây gửi về cho thì là con râu may, là con gái may, chẳng thiếu cái kiểu gì hết. Khi con trai nó giới thiệu con dâu, con bà thấy vui liền hả? Con trai thì nhiều cái nó làm mình buồn. Con râu thì 27 tháng 7 nó mua cho mẹ chồng một quay kẹo là ngày Vu Lan. Vu Lan. Là quý nhất. Tháng 7. Thế con trai nó bảo chứ, thế con râu độc nóng bà, mày cái độc nịnh bà. Xong nó bảo tôi chứ, à tôi không thấy đời thổ ở đâu mà lại mẹ chồng lại quý con râu. Ê, tôi bảo xếp thì nó chẳng làm gì mà tự nhiên tao lôi ra đánh là sao hả? À, nó cứ tức giận tôi như thế cho nên mẹ con tôi sẽ ngồi nói chuyện với nhau không dám nói to. Tôi nó lại bảo là mẹ chồng độc quý mẹ con râu chứ không quý nó này.
Tôi bảo khó là mày lắm mà mày ăn cho quý thôi. Tao cứ phải cho thôi. Tôi bảo tao cứ phải. Cái lần đầu tiên khi mà cô gặp bà, cô có ấn tượng điều gì không? Ngày trước giờ thì hai nhà ở gần nhau nên dạ. là từ khi mình còn bé là dạ. Cũng đã biết bà rồi. Con trai của bà là đi công nhân ở ngoài Quảng Ninh. Thế dạ. là Tết anh về, bà bảo anh là tớ tính mình cứ sang hỏi con bé Hòa đi. Hai bà mẹ đẻ mình với lại bà thì hai bà đi chợ với nhau, thì hai bà cũng cứ nhỏ to với nhau rồi hẹn hò nhau khi nhận rồi. Và tôi với bà nhận thông gia, bà sang hỏi rồi anh ấy cũng sang, bà sang trước rồi anh sang sau. Thế bà còn nhớ cái ngày mà đi rước dâu không bà? Có mà rước dâu không nhà ngay gần đấy, mà có tổ chức linh đình đúng cái bà? Thời gian này nói thử mấy này anh là cái bao cốc cũng khổ lắm. Bà đón dâu mà mặc bộ đồ áo dài không? Không làm gì có nữa. Được mỗi cái bộ áo trắng là được rồi. Tôi thì vẫn cái quần xe tanh này lên vá gối. Xe tanh hả bà hả? Vâng, cái quần xe tanh. Xe tanh. Bây giờ là còn... mới ủi láng. Vâng, và đâu? Bà lại còn phải là can. Phải vá. Vá. Can. Thì can nó lên cho nó cao lên kìa. Đấy, giờ. Vá nữa. Vâng. Không phải vá mà lại để can cạp lên. À. Cho nó khổ lắm. Thời đó khổ. Thời đại giờ khổ. Dạ. Vâng, thời đại dạ. rất khổ. 83 tuổi mà vẫn còn vâng. nhớ như in ngày xưa vâng. 30 năm trước. Vâng. Đấy, 30 năm trước rồi khổ. Rồi sau đó về làm dâu đó. Ngày xưa người ta nói mẹ chồng khó lắm đúng không chị? Vâng. Từ khi mà em làm dâu của bà thì chưa thấy bao giờ có một chút gì là bà khó. Bà rất tốt, thương con như là con gái. 30 năm trước thì làm dâu sao nhỉ? Sáng phải dậy sớm rồi phải nấu trà được phải không cô? Không, cái việc ấy thì cũng không phải làm. Cũng có nấu cơm, nấu nước gì rồi phục không. Vụ. Gọi là ông bà lo cho. Có khắc khe gì không? Không, ông bà... Ông thì khắc khe à? Dạ. Ông thì khắc khe, ông ghét thì con trai, ông đừng ghét cả con râu. Ông sao bà? Dạ, bà ông là ông ghét con trai. Thế nhưng mà con râu là cuối cùng ở đâu lại ghét cả nốt. Không phải mà ông giàu luôn. Ông là quân đội về, là ông sống theo ông sống là kỷ luật của quân đội. Ông sống quân con đội. Trai thì có nghĩa là cũng hơi làm biếng một chút, không chịu làm. Ghét thì ông nhất quát không nhìn con trai nghiêm khắc thì chết. Ông bảo là không làm thì ông không có nghĩa là con trai lười thì ông không giúp cho. Nếu mà con trai lười không chịu làm. Hồi đó con dâu nấu món gì ngon nhất bà nhớ không? Không, con dâu thì làm ăn uống thì rất ngon. Ngon mà hả? Rất phù hợp cho tôi đó. Vâng. Con dâu có chăm sóc bà kỹ không? Rồi, con dâu này thì nó thật với chừng quay là rồi ra thì không biết thế nào, không nó hay được. Nhưng mà từ trước giờ thì cũng quá tuyệt vời. Dạ. Không kém gì con gái. Đấy. Hơi ốm thì hồi là đi lấy thuốc cho mẹ. Thế mà tôi thì bây giờ cũng khổ lắm. Nhà nó thì cấy cái ba sào ruộng. Thế nó thì phải ở nhà cất quần áo Tết đến nơi rồi. Mẹ chồng đi làm quả mỗi mình. Đi làm với con dâu đi làm mỗi mình ấy. Bây giờ không có tiền nào thuê người. Thế về đến nửa đường tôi gặp ông xã nhà tôi. Ôi giời ơi, tôi kinh bằng thân chết. Ông hỏi thế nhà ta mới nhận cái ruộng bao giờ. Tôi không dám nói rằng là đi làm cho con dâu. Nói chết. Ôi giời, về ông tôi lo lắm. Lúc đó con dâu toàn là may quần áo cho bà thích không? Có á, giờ nói chung thì không may thể. May nhiều không? Vâng, nhiều. Nhiều màu hả? Gì may thì màu ấy. Vậy là tốt rồi. Kiểu cách gì được. Chỗ này thì cô về mốt thời trang ở cô thì được. Dạ. Rồi có bao giờ hai mẹ con cãi nhau gì không? Cãi nhau thì không có, nhưng mà anh ấy cũng cứ kiếm chuyện anh ấy mồi vào để cho mẹ con cãi nhau. Nhưng mà không thể cãi nhau được. Có nghĩa là anh ấy thấy hai mẹ con hợp nhau quá thì anh ấy cứ thử làm kiếm chuyện để cho hai mẹ con cãi nhau thôi. Con trai với con dâu cãi nhau thì bà bên ai? Tôi thì nói thật là cứ phải tôi nói. Tôi bảo nó tội tình gì mà đánh. Và tôi thì chỉ khuyên con dâu thôi thì chồng giận thì vợ bất lời. Cơm xôi bất lời thì đời không khê. Thôi nó nóng như thế thì mày cứ đi bố ở chỗ khác. Tôi bảo cứ đi đi, đừng ở nhà nữa. Ở nhà xem nó nói với ai nào. Thế nhưng mà con trai nó bảo nhà này độc bà, độc bên con dâu. Tôi bảo ta làm gì ta bên, nó làm gì ta. Thế chả nhận này thôi lùi ra đánh, mai lùi ra đánh. Thế... Có luôn hả? Vâng. Thế con trai bà đánh con dâu hả? Không, bà nói chuyện tôi chả nhận. Tôi bảo con trai. Tôi bảo thế là bây giờ nó không làm gì mà lôi ra đánh nó hay sao? Tôi ở như thế thật rồi, từ giờ đi thì con dâu không biết nó ở, tôi cũng hết mình mà tôi ở nó hết mình. Cô có nhớ cái điều gì mà bà làm khiến cô nhớ nhất không? Những cái ngày mới đầu mới về làm dâu, ngày mới có bầu của cái bé thứ nhất. Ngày ấy mình kinh tế nó cũng khó khăn, là sáng ra là không có cái ý thức để ăn sáng. Có bầu xong rồi cơ thể nó mệt, nó yếu, nhưng mà cũng không có cái gì ăn sáng, người nó rất là mệt. Thế bà mới bảo đi chợ về.
nên là bà mua quà về. Mua quà về thì đáng lẽ là chỉ mua cho mỗi cô Út thôi, nhưng mà chia cả cho con dâu. Nên mình được ăn, ăn xong cái miếng bánh ấy, cảm thấy con người mình người nó tỉnh hẳn lên một chút thôi, nhưng mà làm cho mình nhớ mãi. Có lần mình bế bé ngủ trưa ấy, trưa nắng ở ngoài Bắc nó nắng lắm. Thế là trưa thì bà quần ống thấp ống cao ở phơi lúa ở sân ấy, đi vào nhìn thấy con dâu với cháu nằm cũng nóng nóng, bà ngả nón ra bà quạt cho. Trời ơi, những cái chuyện như thế thì không thể nhìn thấy quên được những cái hình ảnh mẹ như vậy. Yeah. Mình hết đồ ăn, hết gạo, chưa kịp đi mua, bà bảo đi nấu cơm đi, tôi đưa gạo cho. Bà lại lén bà đưa gạo cho. Thế rồi thức ăn, thức uống là bà, ông bà ăn trước, bà cứ lại cắp lại mấy miếng bà cất lại cho. Mùa đông lạnh thì sẵn là có bếp than, là bà cũng cứ đun cho một ấm nước to và xách lên cho để mẹ con tắm táp. Mình mải làm may thế này thì các cháu nó còn bé bé xíu thì chưa có người giữ, thì bà lại bám cháu đi quanh làng để giữ cháu cho mẹ làm. Như vậy là bà quá thương con dâu luôn. Bà hy sinh hết phần hết sức cho con. Tại sao bà lại thương con dâu nhiều đến như thế bà? Thương đó là vì con nó cũng rất chịu thương chịu khó. Chịu thương chịu khó. Vâng, chịu. Có bao giờ con trai của bà la con dâu bà mà bà la lại con trai bà không? Trời ơi, nó mà nóng này về mà con dâu ngang à, chồng nóng vợ ngang. Thế rồi nó đánh cho là tôi cũng có cái quần vụt, tôi cũng vụt cho thằng kia ấy mà cái con này ra chỗ đi luôn. Mà sao đánh con trai bà? Vâng, và sau cái con này nó cứ bỏ sợ là chồng nó là ấy, tôi ngã rồi, nhà già ngã là bố đương nhiên lại gãy. Thế rồi nó cứ phải bảo tôi thôi mẹ không. Tức là hai vợ chồng căng thẳng với nhau, bà lấy roi bà đánh con trai. Vâng. Ồ. Cũng khổ lắm, điên lắm. Tôi cứ phải xin con dâu cất đất về sau con trai được không? Không thấy ai là mẹ chồng mà xin con dâu cất đất con trai. Nhưng đến từ lúc ông về đâu rồi bà? Dạ. Ông đâu rồi? À, ông mới mất lâu rồi. Mất rồi. Và con dâu vẫn ở chung với bà. Vâng. Trước phải còn riêng. Từ ngày ông mất rồi 10 năm nay thôi thử ăn chung đổ lộn ráo. Ngủ chung hai mẹ con luôn. Vâng, chung trạ luôn. Hay quá nhỉ. Thức ăn thức uống này khác. Chăm sóc mẹ chồng chứ mẹ cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Hả? Tôi nghĩ là bây giờ thì mẹ cũng già rồi nên là còn lớn tuổi rồi chẳng còn biết được đến bao nhiêu nữa, nên là mình cũng hết sức để chăm mẹ, để cho mẹ còn được ở với mình ngày nào là quý ngày ấy. Dạ. Có bao giờ cô buồn mẹ một điều gì đó không? Buồn mẹ thì cũng chỉ gọi là có một chút thôi, là cái ngày đầu mới về làm dâu mẹ thì có mẹ đi đám giỗ ở dưới bên ngoài, không thấy mẹ nói là bảo mình cho mình đi gì cả nên cũng hơi buồn một chút. Thế nhưng mà những cái ngày mẹ đi thì đến mấy ngày thì cứ những ngày bà chưa về, đi sáng đến chiều và bà chưa về, tự nhiên là cứ trông ra ngoài đường xong rồi nước mắt lồng quanh cứ nhớ nhớ bà sao. Dâu có mua quà sinh nhật gì cho bà, tổ chức gì cho bà sinh nhật không? À có đấy ạ. Năm xưa cháu tổ chức sinh nhật long trọng lắm. Hai đứa trong Nam rồi nó về. Đấy, tổ chức rất long trọng ra hội trường. Xong rồi mời đội văn nghệ đến hát sướng. Đó, tổ chức rất là lớn to hơn ở trên. Đấy là lễ mừng thọ. Rất to. Yeah. Bà hát cải lương được không? Tôi thí đó, tôi tặng khán giả với trường quay. Bây giờ hát cả luôn cả. Hát luôn nhá. Yeah. Nguyễn Soái ơi, lục sống thì quyền quỷ oai danh, lúc thác đi thì anh linh hiền hách, trước phần mộ tôi không dám trách, mà tôi ra đây tôi chỉ viếng ngài một nén nhang với một bó hoa tàn, lòng sầu chứa tràn ai nỡ đầy ta do tần ý của đêm dài xa đất tổ quê hương, lang thang xứ lạ chốn quê người, mong đến bao giờ thấy anh sáng của ngày mai. Thôi thôi có một tí thân này, ôi cái kiếp người như giấc mộng của Hoàng Lương. Xin hết ạ. Hi. Vâng, hôm nay bà đến đây rất là vui. Vâng. Chương trình rất là trân trọng những cái tình cảm của bà với chương trình, bởi vì bà 83 tuổi mà từ Thái Bình đi vào đây, vâng, tham gia chương trình. Vâng. Thật sự là con khâm phục và cảm phục, vâng, lắm bà. Mà sao tôi lại bay thì về đây cháu đăng ký với nàng dâu.
Thì tôi bảo thôi tham gia, nhưng mà biết là năm nay thì đến đây được sang năm, không biết có đến được hay không. Đấy, tôi bảo thôi thì các cháu nó làm chương trình cho tôi. Vâng. Con làm nhiều chương trình lắm, năm sau là bà vào tham gia chương trình nhiều chương trình nữa. Vâng, không biết là có sống được cái nữa chương trình. Có luôn. Có sống lắm. Dạ, sống. Năm nay 83. Bà khỏe mà. Dạ, 83 rồi. 83 mà còn hay nhớ hay ghê luôn á. Bây giờ á là bà muốn mong muốn con dâu mình á sau 30 năm có thay đổi gì không? Vâng, có đấy ạ. Con ơi, mẹ chẳng thiếu chi, mong con đối xử trong khi mẹ con cho rô bổn phận làm con, là gương sáng để con ý xoay vào. Hiện nay sức khỏe thế nào, tuổi già tất cả dựa vào con hả thôi, mà nuôi con nước mắt mỏi mòn, mà ngược xuôi vất vả nuôi con đi lớn đi dần. Âu ơi nước mắt sáng ngân, mà mẹ tràn ngậm cả mọi phần hẩm hiu, mà giờ đây đã sẽ về chiều, mà chẳng mong con khóc nỉ non ý làm ý gì, mà chỉ cần lúc sống này thôi, mà công cha nghĩa mẹ con thì chớ quên ý, mà chẳng cần quà biếu làm chi, rất cần thăm hỏi bởi vì cô đơn ý, mà ân tình tỏ tấm lòng son, mà như miếng dầu đắng như ngon tay mời. Xin hết ạ. Hay quá. Bà hát làm con cảm động quá à. Dạ, mọi người tôi. Ai cũng rất là cảm động với bài hát của bà. Dạ. Hôm nay thì đứng lên ôm mẹ cái gì nào? 30 năm có hay ôm mẹ không? Có, ôm mẹ, vẫn ôm mẹ. Dạ. Vẫn ôm mẹ nha. Chị có mong muốn điều gì muốn nói với mẹ không? Mẹ ơi, con chỉ luôn mong mẹ là con giữ gìn mẹ luôn vui khỏe, giữ gìn sức khỏe, để luôn ở với con cháu được thật lâu. Đúng là mẹ là một tấm gương trong nắng mưa cát bụi vẫn không đục mờ. Chúc bà khỏe nha. Chúc bà khỏe thật là khỏe rồi nha. Cho tụi con gửi một kỷ niệm về. Bà nhìn vào đây nhớ chương trình được rồi bà nhá. Người mẹ chồng tuyệt vời luôn. 30 năm bà nhớ vân vách vân vách thế. Chúc bà con trong truyền hình mạnh khỏe, mà để tham gia nhiều cái chương trình sau. Tặng quà bà chúng ta bà. Chương trình còn phần quà dành cho bà tới đây là một chiếc TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino, và đây là chiếc máy sấy của thương hiệu Yakio dành tặng cho bà và cô. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Còn nữa, còn nữa bà ơi. Bà với cô hát hay lắm. Con mong là con sẽ có dịp gặp lại chương bà để được nghe bà hát nữa bà. Thế thì chúc về bên chương trình mạnh khỏe nhá. Được tham gia chương trình. Con cảm ơn bà. Thật là thú vị. Cứ mỗi lần đến mẹ chồng nàng dâu, chúng tôi được vui, được hạnh phúc, với những cái cảm xúc rất là đong đầy từ những cái câu chuyện rất